Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chuyển đổi số là một trong những thước đo hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh, chất lượng lao động và tiếp cận thị trường của doanh nghiệp. Thời gian qua, với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, đội ngũ doanh nhân trẻ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu thích ứng, đầu tư cho công cuộc chuyển đổi số, bắt kịp xu thế phát triển hiện nay. Là một doanh nghiệp mới khởi nghiệp, nhằm tiết kiệm chi phí vận hành, anh Trương Hoàng Ký đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong việc kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm của anh hiện được bán trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Đến nay, 80% doanh thu sản phẩm của cơ sở anh Ký là từ thương mại điện tử. Lợi thế của bán trên mạng xã hội thì là bán được nhiều, với lại được tệp khách hàng của mình nó sẽ rộng lớn hơn, và mình đưa được những sản phẩm và những hình ảnh, mình có thể tự chỉnh hình ảnh, tự quay và tự update lên trên đó. Để mở rộng thị trường, bên cạnh hình thức bán hàng trực tiếp, anh Đặng Đình Luân tận dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook, TikTok. Theo anh Luân, hình thức bán hàng online không bị giới hạn về khoảng cách địa lý, nên việc tiếp cận khách hàng rất tiện lợi. Em thấy là công nghệ số bây giờ thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ ấy, và những cái startup mà vốn ít ấy, thì dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng hơn. Thời gian, tốc độ nó cũng sẽ nhanh hơn. Bởi vì là bây giờ cái mạng truyền thông mạng xã hội thì nó rất là phổ cập. Cái khách hàng ở trên đấy thì đa dạng về độ tuổi rồi về sở thích. Thấy được vai trò và tác dụng quan trọng của chuyển đổi số trong hành trình khởi nghiệp, thời gian qua các cơ quan chức năng trên địa bàn Đắk Lắk đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số thông qua các trang fanpage và website của các cơ quan đơn vị. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đã tiếp cận thông tin nhanh, kịp thời hơn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tại Đắk Lắk đã được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, kết nối thương mại điện tử, quảng bá tiêu thụ nông sản trên các nền tảng số. Chúng tôi đã mở rộng và kết nối khoảng hơn 28 đối tác công nghệ để hình thành một cái hệ sinh thái đủ tốt, cạnh tranh để giúp cho doanh nghiệp có thể có được những cái giải pháp tốt nhất. Những cái giải pháp này cũng đã được chứng minh về tính bảo mật và tính hiệu quả. Và từ đó thì chúng tôi từng bước một lựa chọn một số cái sản phẩm, một số cái doanh nghiệp có đủ năng lực, nội lực để triển khai những cái chương trình đồng hành cùng với lại các đối tác trong hệ sinh thái công nghệ. Chuyển đổi số đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp trong việc vận hành và thương mại hóa sản phẩm. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội thì chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Nếu chậm chân trong cuộc đua chuyển đổi số, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nhanh chóng bị đào thải. Do đó, để tồn tại, duy trì và phát triển trong thời đại công nghệ thay đổi không ngừng, thì các doanh nghiệp khởi nghiệp cần không ngừng đổi mới và sáng tạo.